Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau số. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường nơi con đi, đường nơi con đi. Lạy Chúa, xin cho con đồng đinh với Ngài, xin cho con cùng trên với Ngài để được sống với Ngài vinh sống